Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình mới bằng con gà xong nè. Bây giờ mình sẽ chỗ tài làm món gà hấp rượu để đãi hai chị em đó nha. Ăn khuya các bạn ơi, đói bụng rồi. Nếu các bạn thấy clip của mình hôm nay hay thì xin hãy để lại một like và nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho anh em tụi mình nha. Giờ sau đây giờ mình làm nước ướp nha. Mình làm nhắm chừng thôi. Làm siêu á, rồi có gì mình niêm lại. Ít nước mắm. Mỗi cái một ít. Nhắm chừng đi các bạn. Đó. Một ít hả? Cũng nhắm chừng luôn. Đó. Rồi mình trộn cho nó đều lên. Đây, mình để con gà vào, mình trộn ướp á. Nó đều lên, thấm gia vị vậy. Đây là lần đầu tiên anh hai mình chỗ tài nấu ăn nha các bạn ơi. Lần đầu tiên không biết như thế nào đây. Có ăn được hay không? Hy vọng là sẽ ngoan. Khi đàn ông vào bếp nấu chín là ăn thôi. Này mình ướp gia vị trong bao lâu anh hai? Khoảng 15 phút được rồi. Món gà hấp rượu này là thường xuyên mẹ mình làm cho ăn rồi các bạn ơi. Nhưng ngày hôm nay anh hai mình sẽ chỗ tài nha. Cái này là làm theo dự đoán thôi chứ không có công thức gì hết á nha. Đây bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi hái dừa nha. Để bỏ vô gà hấp cho nó ngọt á. Tại vì con gà mình nó hơi to. Nếu bình thường con gà nó nhỏ là mình chỉ hấp rượu thôi. Nó chỉ cần rượu thôi. Giờ nó bự quá mình phải thêm nước dừa vô cho nó mới chín được. Đi thôi này. Chỉ mưa gió hùn hụ luôn rồi. Này nè anh hai, cái này nó già nè, mình ăn trước đi hai. Trái này giống cái dừa điếc quá vậy. Lại đi. Thử xem sao. Cẩn thận nha. Thôi cái dừa điếc rồi. Điếc hả? Dừa nó không có nước đâu, phải tập thử rồi. Tập liền tay chỗ. Thôi, anh hai ơi mình đừng đứng ở dưới gốc dừa được không? Đây. Mình cái dừa này hai chắc mình nghĩ là không có nước đâu. Thử coi. Đây, hành xôi, chặt đi. Lại đi. Đây là cái trái dừa thứ hai mà mình bẻ trên cái cây này. Cái cây này mới có trái lần đầu tiên mà. Trời ơi, bò sữa kìa, chạy hay đôi mắt nó như cái đèn xe hơi vậy. Sữa. Đó. Cái đèn xe hơi. Sữa, 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 sữa. Đó, đó, như cái đèn xe hơi luôn anh hai. Cái gì nó méo xẹo rồi. Đại à. Anh hai chặt cho đẹp rồi, nó không có nước rồi nha. Chặt xấu đi. Có nước, có nước. Có nước. Đi cho mình khỏi tốn. Có nước. Có không? Có. Có rồi mừng. Thử cái nữa. Thử nữa. Có không? Có. Có không? Có không? Ôi nó có cái mà. Nó chỉ có cái thôi, vừa bị điếc thấy chưa? Hay đúng. Này vừa không có nước là vừa ở quê mình gọi là điếc đó các bạn ơi. Chăn ăn, cái này gọi là chăn ăn. Thôi quá thúi quá anh này. Có thúi đâu? Vừa này làm gì thúi? Ghét cái dầu sao á. Thôi mình đi thấy cái khác đi hai. Mày tiểu nhị đèn xe hơi kìa. Sữa. Sữa. Đèn xe hơi kìa. Chẳng nè. Dạ. Trái đẹp nhất luôn á. Đây. Ôi trời ơi anh hay nhanh gọn lẹ quá vậy. Sau khi trái này chắc ăn rồi ha. Trái này chắc chắn có nước. Dạo thôi không có đây. Dạ. Có dừa non luôn hả? Cái dừa đẹp quá ha, trồng do luôn á. Trồng do luôn á. Một trái duy nhất rất là đẹp. Thường. Bữa giờ là cái cây dừa này tại chợ hai món ăn rồi đó các bạn ơi. Một món khìa, hồi bữa mình làm cục khìa. Cái này anh hai mình làm gà hấp rượu nha. Ừ.
Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một xíu mỡ, ít thôi nha. Đó, dụng cái số mỡ gà hồi nãy nè, bỏ vô để mình phi mâm hành á cho nó thơm. Mình thả con gà vô, để con gà vô xong mình xào cho nó săn lên. Gà quay, mình xào cho nó săn lên nha. Là mình làm biến mình còn quay. Gia vị không thể thiếu đây các bạn, nào phải coca nha, là rượu nha. Gà hấp rượu. Xỉn không hai? Không xỉn đâu, nấu nó đi hơi hết trơn hả? Thôi, ngày mẹ mình làm ăn rất là ngon luôn. Đây là lần đầu tiên hai mình làm cho mình ăn nha các bạn ơi. Không biết như thế nào đây. Để nước dừa cho nó chín con gà, chứ con gà này nó bự quá mình phụ không thì nó không đủ. Mình đóng nắp lại nữa nha các bạn. Rồi cho lửa lên thêm nữa là chín thôi. Khui được chứ hai? Đây, được rồi. Nãy giờ lâu lắm rồi đó. Tên. Wow, trời khói hơi bay nhiều nha. Thanh, muối tiêu đây. Đây, gà tới đây, có rượu luôn. Gà có, rượu có. Đây. Ôi là trời. Chỉ thiếu mỗi cái ly. Gà hấp rượu. Có rượu luôn hả? Cái này không chơi được nha. Cái này không có chơi được nha. Không còn dư rượu đó. Cái này xỉn à, không được đâu. Này cho bò sữa. Này chỉ làm đồ ăn thôi nha các bạn, chứ mình không có sử dụng cái chai này à. Anh hai chơi nguyên cái chai này thấy hơi kinh dị không? Bim uống rượu không? Bim muốn quất luôn các bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ rủ chị Hiền vô ăn luôn. Qua khán giả muốn lên hình nè. Lên hình. Rồi sữa. Lên hình cái xíu đi. Thôi sữa. Đuổi không đi hả? Đuổi không thèm đi luôn á. Đây. Thấy đen tên nữa nè, đen tên nữa nè. Chi mèo hả? Khán giả. Ôi là trời, bò sữa không có rủ luôn á. Đi con ngồi vô đây ngồi với bò sữa đi. Không có rủ luôn á. Không có rủ luôn á. Ôm lại đi bò sữa. Không có rủ mà tới luôn á. Khách không mời, cái này gọi là khách vãng lai. Cái đụng nó nha. Tự ái đi rồi. Tự gái. Thôi có mặt. Chấp cái hậu đó đi em. Đi đâu bà sữa? Đi nhầm nó liếc rồi ra chiêu đâu. Đây ok các bạn ơi, thì cuối cùng ngày hôm nay cái món gà hấp rượu anh hai mình đã trổ tài xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức. Wow. Ngủ rồi nè hai. Wow, hôm nay mình ăn món này phải ăn muối tiêu các bạn. Hay là chảy nước miếng ra lòng gọng mà đó. Dạ, chảy nước. Mèo nó ghen nè kìa. Thèm không? Tiểu bim bim. Liếc tao dữ rồi tiểu bim bim. Mút mèo đi bim bim. Không biết sao bò sữa dưới đèn sao hơi kìa. Sữa. Bò sữa, ăn là bò sữa. Chị mẹ cái chết chết. Trước khi giờ ăn cái món gà này mình sẽ mua chuột bim bim nha các bạn. Mua chuột bim bim. Đừng cho nó đừng quan tâm tới cái này. Thôi Bim ghét nhất là cái kia mình ăn gà các bạn ơi. Hợp đồng tin tin. Bim Bim ăn chút chip. Bim. Ủa nó bẻ kìa. Thôi nó bẻ. Có nữa kìa. Có mặt. Có khán giả nữa kìa. Có mặt cậu hai anh cả sau lưng kìa. Cậu cả hả? Hôm qua live stream trên fanpage á các bạn ơi, nó quất một hơi á 6 cây xúc xích luôn. Bò sữa hả? Bò sữa á. Và ăn với mẹ nó luôn á. Nó nam thanh niên nè xuất hiện rồi. Thấy bò sữa rồi. Đúng rồi, hết rồi. Rồi ăn khác quá thôi. Cho mẹ ăn thịt gà nha. Em còn chảy nước miếng luôn kìa. Hết rồi, còn 2 cây cho Bim Bim ăn hồi cho ăn thịt gà con. Bụ nha. Đây, mình sẽ xé gà. Nghe xé đùi là của anh hai. Đó. Wow. Đã quá hai. Nóng quá hai. Cho à. Bim
da nè, cái này mới ngon nè. Cầm nguyên cái đồ anh hai xé á. Ôi anh hai xé mà ở đây con mèo nó la làng á. Này cho chị Hiền nè. Chị Hiền nè, con của Út cái này. Em ăn cái cánh cho. Con của anh Nguyên con phải không? Chị Hiền. Lại là cuộc vân chia như thế nữa. Chia đều như thế còn gì. Cuối cùng cũng bị dứt rồi sữa. Mà tao nghề quá à. Dứt sữa mày luôn. Mà sữa giờ bất chấp rồi. Giờ mắt nó như điện xe hơi á. Wow. Wow, mọng nước kìa. Trời ơi, nó ngon. Trời ơi, bốc khói kìa. Ôi. Con gà bắt cái ước gì con gà tới ba cái đùi ha. Mang ba nè. Ba cái cánh luôn hả? Ba cái chân luôn. Bốc để thầy gán nuôi con gà ba cái cánh nè. Gà đó không cho mần đâu. Gà ba cái cánh không cho mần đâu. Gà quý nó rất là được cho. Nên sách gà quý của không có được ăn. Đây cho chị Hiền trước. Ôi chị Hiền thì ủa cái chị hiền tới lúc nè anh ăn gì hả à, đến kia đến kia à, đến kia thế chứ mình chừa cho cha một cái đùi như này thì cho cái đùi cha không thích ăn ăn tối rồi cha mình ngủ rồi các bạn ơi, còn mẹ mình nó bị nhức mỏi cho nên là mẹ mình hồi đó giờ không có ăn thịt gà. Cảm ơn. Ủa vậy tính nhật chia vậy đều rồi còn thấy cái này ừ hết cái này nữa chấm thứ hai đây mày mới rửa tay xong. À, ủa? Mình các bạn nha. Thế vậy luôn à. Ừ, xin lỗi các bạn thông cảm nha. Cái bị ngược rồi. Anh hai chết ngược. Đã không hai? Ngon quá à. Ngon không? Đã không anh hai? Anh hai ăn mà biết bao nhiêu đồng bào nó chờ đợi nè anh hai. Miếng da này cũng ngon nè. Ăn đi chị Hiền. Cái gì hả? Miếng da này thôi. Quá trời luôn. Mời các bạn một miếng gà nha. Hôm nay tài nghệ anh hai như thế nào? Chất lượng không? Quốc cái nó đi hai cho phê. Nè mời các bạn nữa nha. Ngon. Ngọt. Ôi bồ sữa chảy nước miếng cơ. Trời ơi bồ sữa. Thấy thương tâm quá. Anh hai giết cho nó miếng anh hai. Thấy một đứa bé thương tâm quá. Lên luôn. Thôi nằm luôn rồi. Một đứa bé thương tâm của anh hai. Cho đứa miếng miếng đi. Thấy một đứa bé thương tâm quá. Nè bà sữa thử thức một miếng nha. Trời ơi mèo đi dập ơi. Ngửi cái đèn của tao mày. Ngửi cái đèn. Ôi trời. Sao chưa ăn miếng giấy. Cái miếng giấy là cái cây rất chụp đại, thèm ăn quá, chụp đại. Nè. Rồi ôi. Thôi anh hai ơi, bảo trọng cái đèn của em anh hai. Nè, một cái cuối cùng nha. 2 3. Vô. Chấm điểm thử nha. Đây, chấm điểm coi được mấy điểm. Rồi các bạn cái cánh gà hấp dụ mình nha. Hấp dẫn quá, anh hai chịu nổi. Ê ê ê ê. Hồi nãy là nó chua cái táp, bây giờ nó táp tím rồi nè. Dở luôn. Dở luôn. Đừng có gấp bim bim ơi. Không được đâu. Bim bim ăn này không có được. Tay của chị Hiền còn cái cù lẳng hả? Ngon quá. Xảo quá. Bò sữa ăn xương rớp rớp. Ô bác sĩ hả? Thì vui dạ. Tôi xin lỗi mày. Ngon quá à. Quá đã luôn này. Thịt ngọt ngay à các bạn ơi. Công nhận cái gà hấp củ không còn mùi củ luôn nha. Nó rất là thơm. Củ mà khi mà chế biến hai với món ăn á, nó cực kỳ thơm luôn. Bảo mà ăn này vậy mà tỉnh liền. Ăn gì nữa nè, anh xé ra cho. Wow. Hai cục canh ăn hết cái cục này. Ăn đi kìa. Ăn đi mà. Ăn đi. Không, anh hai còn cái này. Ăn cái chân cho, chị ăn cái thịt đi. Nè. Nhìn lộn cho em cục. Nè. Nè.
Chết rồi, vậy hai chị em mình đi ngựa cái vỏ xuống. Đi khập cảnh á. Chân nào phải. Nay vẫn còn cái đùi, ngon quá à. Mày có cộng đó giờ anh hai nhường em cái đùi giờ nhường lại á. Dạ, không hết cái đùi đâu. Em cũng không hết nữa. Có đùi thịt ngán không? Thịt ngán nó không á. Nó sao nó có mềm. Gà thả vườn mà. Nó chạy vô bộ á. Mình chỉ thích ăn những cái có xương xương. Vậy bêm đủ cá chị mày chứ. Ta cái giò nghe bêm. Cái giò ghê không? Ta cắn đây. Cắn giò mày đi. Ê, đừng có cắn tao chứ. Không có được. Đừng để cho chị đại ca mày tập trung ăn uống coi. Thớt, sao vậy? Em gửi có nguyên một. Mời các bạn cái giò nghe. Nó là móng nè. Nó để nó bận động. Gà hải vườn các bạn. Gà mấy cọng gân này nó rất là cứng luôn. Còn gà công nghiệp nó mềm xèo à. Đây. Ăn cổ của nó đi. Đây đây, đây. Có cái bí kíp, đi có bí kíp nằm ở trong này nha. Ôi, bộ đồ lòng. Đó. Ăn đi chim kìa. Chia đôi con đường đi. Ăn hang đi, em ăn. Chia ba con đường chứ. Em ăn ít chim. Con cái đồ của cha chừa qua. Cái đồ của cha. Cái lộn cái đồ gà chừa cha. Đó. Cái này không không wow. Cần đó. Đây nữa nè. Ừ. Ôi là trời. Có hai con bi. Này sơ sinh mới lớn nha các bạn. Chị ăn cái gì vậy chị ạ? Nó dính. Chị ăn đi. Ăn không chia cho. Ăn không chia cho cái. Chị phải ăn đồng đều. Chị đâu cần này cho anh hai. Thôi. Anh hai có rồi, anh hai không ăn. Cho bò sữa à, bò sữa thiếu kìa. Rồi vậy. À mời các bạn nha, mời các bạn của tỷ sơ sinh. Cười gung tay luôn, trẻ béo không? Béo chưa béo lắm, chưa đủ độ. Ờ, mấy chị em bữa xin bò sữa Nguyễn rồi. Thì gớm. Quá hả? Viêm nó ngủ gục kè. Đừng viêm, đừng nhắc tới tên nó. Nhắc bò sữa vậy hả? Ừ. Đừng nhắc tới tên tôi. Đừng có quan tâm đến tôi hả? Không? Hai người vẫn còn ăn nổi. Biêm, ai gì hả? Cho miếng nè Biêm. Hồi tắt máy quay chị Hiền ăn dữ lắm các bạn ơi. Ê được 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 được. Đi ngủ các bạn ơi. Đừng Bim, mày cứ quất tao hả Bim? Ngu. À, tao xin phép mày tao ăn rồi mà mày đừng cứ quất tao nha. Nói thì đưa đưa mẹ nó mổ một cái. Thôi các bạn ơi chắc bây giờ mấy anh em mình sẽ kết thúc cái clip tại đây nha. Để cho Bim Bim đi ngủ. Nãy giờ mình ăn nó quạo dữ lắm rồi các bạn. Nó bực bội tới giờ đi ngủ. Nó liếc anh rồi. Là ăn cái món mình không thích nữa các bạn ơi. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay nha. Thì cảm ơn anh hai thêm một lần nữa ngày hôm nay đã làm cho hai chị em ăn cái món này nha. Cảm ơn chị Hiền đã mần con gà phụ anh hai nha. Ai cũng có công á. Em có công ăn, em có công ăn. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết clip này nha. Nếu các bạn nào yêu quý ba anh em mình và tiểu Bim Bim nữa, nhớ để làm một like và nhấn phần nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mấy anh em mình nha. Và bây giờ bye bye. Bye bye. See you, Karim. Bye các bạn, anh hai tiếp tục ăn đây.